Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.18 ha. Hiện tại thì mình đang bay xuống cái chỗ hồ nhung nham mà lần trước mình đã tạo ra khá là nhiều hắc diêm thạch nè. Mình sẽ lấy thêm hắc diêm thạch mới được. Hôm nay thì mình sẽ ok. Tính ra cục hắc diêm thạch đầu tiên mà nó lọt xuống dưới nhung nham luôn rồi đó. Wow thiệt. Hôm nay thì mình sẽ phục thù ha. Lần trước thì mình đã thất bại trong cái việc đưa gas về thế giới thật rồi. Hôm nay thì sau khi đọc được rất là nhiều lời kiểu như là chỉ dẫn của các bạn thì mình hy vọng rằng mình có thể khắc phục được sự cố lần trước và mang gas thành công về trên này ha. Đợi đấy gas, hơi bị cay chú rồi đấy. Rồi, giờ thì lấy thật là nhiều hắc diêm thạch trước khi bắt đầu công việc ngày hôm nay ha. Lấy nhiêu đây đủ rồi, không cần quá nhiều đâu, cỡ 3 stack rưỡi ha. Mình sẽ đem số này, mình sẽ trích ra làm đôi. Phần nửa thì mình sẽ làm ở trên thế giới thường, phần nửa thì mình sẽ làm ở dưới địa ngục. Úi, vậy lấy thêm đi, lấy thêm đi. Ai cục nữa. Lấy cho chẳng mỗi bên thế giới 1-2 stack ha. Xây cái cổng to đùng luôn, chứ này nhét 10 con gát vô cũng được nữa. Hơi bị nóng rồi. Cứ để mình nóng thôi. Rồi, vừa khít luôn rồi nè. Giờ thì đủ chi tiêu nữa ha. Bay lên trên để xây một cánh cổng thiệt là to thôi nào. Rút kinh nghiệm từ lần trước á, thế nên lần này thì mình sẽ xây một cái cánh cổng địa ngục thật là to ở trên thế giới thường trước ha. Mình sẽ xây nó đâu đó xa xa nhà mình tí. Nhỡ mà lôi nó ra thì nó cũng không có phá hủy căn cứ hay là nhà ở của mình ha. Xây nó đâu đó bên này đi. Đây được chưa ta? Đây khá là bằng phẳng nè. Ui, địa hình này xây là hơi bị hợp lý luôn. Rồi, giờ thì mình sẽ xây cánh cổng địa ngục bằng 2 stack hắc diêm thạch ha. Để coi coi con gáp nó có chịu chui qua hay không. U cái gì? Cái tiếng gì vậy? Oh no. Wow, phantom xuất hiện rồi. Phantom nè, mình đợi nó xuống mình bắn lần 2-3 con luôn cho các bạn xem. Xuyên táo nè. Ui chưa chết. Nó yếu lắm rồi đó, nó yếu lắm rồi đó. Lần này mình sẽ canh mình bắn nhiều con nhất có thể nha. Đó. thành công rồi. Mình đã làm được rồi các bạn ơi. Cái thành tựu một mũi tên trúng hai đích. Quá là tuyệt vời luôn. Không ngờ cái thành tựu này mình lại làm được ngay đầu video luôn. Mình định một xíu làm xong cái việc trả thù con gái thì mình mới làm cái thành tựu đó. Nhưng mà không ngờ luôn á. Rồi, mình sẽ xây chiều ngang nó bị lớn đi ha. Giờ kéo lên trên cao một tí nè. Không được rồi, phải đi xuống dưới cái chỗ hồi nãy lấy thêm hắc diệm thạch thôi. Có vẻ là không đủ để xây ở dưới địa ngục rồi ha. Nhưng mà phía trên này thì mình đã xây xong rồi. Và nó sẽ to đến như vậy ha. Kiểu này nhét 10 con gát vô cũng được nữa. Huống hồ chỉ là một con ha. Ủa? What? Hay là... Kỳ á. Ui, còn bị phantom nó canh me canh chua nữa. Bay xuống đây. Bay xuống đây mình xử hết luôn. Chưa, cánh cổng mình nó bị sai chỗ nào rồi. Chắc tại bự quá hay sao rồi. Bây giờ mình sẽ thu hẹp lại. Hồi nãy là 50 x 50 đúng không? Bây giờ mình sẽ làm tầm 30. 30 x 30 thôi. Coi nó có chịu hay không nhá. 50 x 50 có vẻ là không làm được rồi. Đó. Công tình nãy xây cái to đùng thì không chịu. Giờ xây cái bé chút ẻn gì đó thì nó lại chịu. Wow thiệt á. Mình muốn xây bự để dễ lôi hơn mà không chịu rồi. Thì thôi xây cái nhỏ nhỏ nó biết sao giờ. Cây thiệt á chứ. Rồi luôn. Nó cho mình spawn chỗ xấu quắc luôn. Wow. Ở đây có luôn một con gách to đùng này. Ôi. Ồ tiếc quá nó bay rồi. Có cách nào để dụ cho nó vô bờ này không ta? À có. Mình lấy cái cần câu sẵn. Nó bay xa rồi kìa. Thôi không chơi con gách này nữa. Con gách này nó xuất hiện cũng khá là ngẫu nhiên á. Nên cũng khó lòng mà lường trước được chỗ nó sẽ spawn. Nhưng mà thường thường thì chỗ các linh hồn thì nó sẽ spawn nhiều hơn nè. Chẳng hạn như chỗ này. Và không biết nó đã đủ xa chưa ta. Mình đang định làm thêm một cái thành tựu là di chuyển 7 km bằng cổng địa ngục á.
Bây giờ mình sẽ làm trước một cái cánh cổng á. Thôi nào gạt ơi, đừng có lì nào. Nhóc đừng có lì nữa. Nhóc lì bắn nhóc luôn. Nhóc ác. Lì lì. Không sao, mình còn nhiều cơ hội để kéo gát vô trong lắm. Không có con gát đó thì sẽ có con gát khác ha. Giờ trước mắt mình sẽ làm một cái cánh cổng địa ngục bự bự trước đi. Chờ sẵn. Làm sẵn chờ gát xuất hiện thôi. Ok luôn bé ơi, giờ đi thôi nào. Ừ, nữa kìa. Đó, xây bé lại thì cho. Wow, ghê tao ơi. Không hiểu luôn. Rồi, sau khi ra bên ngoài thì nó mình đã làm được cái thành tựu bong bóng không gian rồi. Di chuyển 7 km bằng cổng địa ngục rồi ha. Quá đã luôn. Nhưng mà chỗ này thì không có thích hợp để mình giết gas á. Kệ đi, ngay biển thì mình làm theo kiểu ngay biển chứ biết làm sao giờ. Rồi, giờ thì nói ngang. Và chúng ta sẽ kích hoạt cánh cổng này lại thêm một lần nữa ha. Để mình trở về địa ngục thôi. Và bây giờ trở lại đó thì mình sẽ bắt đầu cái công cuộc lôi kéo gát qua thế giới thường thôi nào. Công việc này rất là mệt luôn á. Hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ may mắn khi thực hiện cái thành tựu này ha. Rồi xong phim. Giờ thì đợi gát cắn cầu thôi. Ui dồi, lần này thì hơi căng. Lần này thì gần hơn hồi nãy nhưng mà hơi căng. Không khéo là ăn hành liền. Ui, bị anh đen. Ôi da, ai da. Trời ơi, đâu ra được mấy con bích linh vậy. Ui, chút xíu nữa nó thủ tiêu mình trước khi mình dẫn gát về nhà rồi. Wow, lần này cái chỗ mình đặt cánh cổng nó không được đẹp lắm rồi. Nó khá là xa mấy chỗ mà gát spawn ra ha. Nãy giờ chưa có con gát nào mà spawn gần cánh cổng để mình lôi vô cho dễ hết. Cay thiệt. Giờ thì chỉ chờ đợi cho gát bay lên trên đó thôi. Ui. Cố lên, đây là cơ hội dễ nhất từ nãy tới giờ đó. Về đây đi. Ow. Vẫn không được kìa. Mình không thể để vụt mất cơ hội này được. Ừ, mình sẽ dụ gát đi xuống ve. Xuống đây. Xuống đây, vô cánh cổng đi. Không được. Đi xuống ve đi. Cài xuống ve đi gát. Ừ. Bình thường gác đi số ve giỏi lắm mà. Đúng rồi, bay vô đi. Mình sẽ đứng ở đầu đối diện để gác đi số ve ha. Thông thường là vậy. Ơ kìa. Cay thiệt. Đi số ve đi nào. Qua đây. Vô đây đi. Rồi dính đây nè. Đúng rồi, bay vô. Ui. Giật vô. Ủa vô chưa? Ờ vậy mà không vô à. A few moments later. Ừ, cài số ve đi, bay vô trỏng luôn đi. Đúng rồi, cài số ve đi. Đó. Thành công rồi. We got it. Gat đã tự động cài số ve và đi vào cánh cổng rồi. Chiến thuật của mình cuối cùng cũng đã hiệu nghiệm. Cô Gat đâu? À đây rồi, gát. Gát hả gát? Đài người khác hơi lâu rồi đấy. Trả giá liền. Là đồng minh thật không dễ dàng. Đúng như vậy. Không bao giờ làm đồng minh đâu. Lì như trâu. Ai mà làm đồng minh với mấy cái thanh niên lì lì đó ha. Mình làm đồng minh với mấy bé nào ngoan ngoan thôi. Lì quá là không có đồng minh đâu. Và chỗ này nó cách chỗ mình tới 7.000 ô lận. Tại vì khi nãy mình cũng đã xong luôn cái thành tựu. Đó chính là di chuyển 7 km luôn rồi. Giờ thì mình còn một cái thành tựu khác. Nó cũng liên quan đến việc đưa một con mob đi ra khỏi cánh cổng địa ngục. Đó chính là cưỡi cái con Trider. Chắc cái này phải về nhà làm thôi. Chưa, bây giờ để mình xác định phương hướng để mình về nhà trước cái đó. Tình cờ quá, bay ngang chỗ dân làng mình ngủ ké ăn bữa ơi. Bác ơi, ngủ ké ăn bữa bác ơi. Ngủ ké ăn bữa đi, sáng thức dậy trời vừa tạnh mưa. Rồi mình sẽ làm việc luôn ha. Chứ
ghé làng người ta mà thức đêm á, dân làng bị zombie ám sát là mình lại mang tiếng nữa. Rồi và chỗ này thì mình thấy nó khá là trống trải luôn. Nếu như mình muốn thực hiện cái thành tựu đó thì chắc mình phải làm ở ngay đây để cho nó tiện lợi nhất có thể ha. Rồi trước tiên thì cần phải dọn dẹp cái đám quái sau buổi tối trước rồi đó. Rồi vì con trai đơ đó nó cũng không quá to ha, nên mình sẽ làm cánh cổng vừa vừa thôi, không có khủng bố giống như hồi nãy đâu. Cái lớn đây là được rồi, hơi hơi to thôi ha. Rồi kéo qua đây, vậy là xong rồi ha. Giờ thì mình khoan, mình còn thiếu, đó chính là cái cần câu cũng như là cái yên. Tại vì phải có cần câu với yên thì mình mới cưỡi được. Thôi đi về thôi. Cái đây là ngôi làng mà lần trước mình đổi cuốn sách bảo vệ bốn á, cũng khá là gần nhà mình á, nên mình về cũng không có quá khó đâu. Tận dụng cây cần câu mà lần trước mình dùng còn dư ha, dùng luôn để đã cho nó tiết kiệm một xíu. Rồi giờ thì chắc mình sẽ đi qua địa ngục á. Hy vọng được xuất hiện gần gần cái hồ nhung nham mà có trai đơ luôn thì tuyệt vời quá. Hy vọng nào, hy vọng nào. Ô là trời, sao xuất hiện cao như vậy? Không hiểu luôn. Miền đất ơi. Giờ mình phải dời cái cổng đi xuống dưới nữa. Giờ từ trên đó xuống ở dưới ha. Cái tọa độ thì nó vẫn như vậy, chỉ khác cái tầng y thôi. Thiệt tình đó, nó mệt á. Bữa nay là mình dời không biết bao nhiêu cái cổng rồi đó. Kìa, có trai đơ sẵn luôn kìa. Quá đã luôn. Về đây, kéo lên xíu. Rồi làm vừa vừa thôi, không cần bự quá đâu. Rồi mình test thử một cái nữa nha. Giống như lần trước mình lôi gát gì không được là tại cánh cổng nó chưa có nối với nhau á, nên nó gát không qua được. Nên lần này mình sẽ test lại một cái cho chắc, để đảm bảo là gát sẽ qua đúng chỗ mà mình cần. Ủa gì, trader sẽ qua đúng chỗ ha. Rồi vậy là đẹp rồi đó ơi. Giờ thì quăng bển rồi lôi trader qua đây thôi. Đâu rồi, có em nào tình nguyện không? Không tình nguyện là ra ngoài ép buộc gắng chịu ấy nghe. Thôi chắc cái này cái đà là mình phải tự ra ngoài dẫn vô trong rồi. Không có em nào gần đây hết. Lần trước mình hên ghê, có em gần cái mình lôi vô luôn à. Lần này phải tự thân vận động ra tiếp ra ngoài. Đây 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 đây, có một em này đang đi lại hướng mình nè. Được, thích thì về nhà với mà anh luôn nha. Đây. Rồi let's go. Úi giời. Hơi bị gấp gãn luôn á. Bây giờ trước mắt là mình sẽ dẫn trader lên đây trước. Rồi, sau đó thì mình sẽ dùng cái số sắt mà mình có đem theo á. Đây, mình sẽ chế tạo thành những cái xô á, múc thật là nhiều nhung nham đi. Tại vì mình cần phải cưỡi trader ở trên bờ á, là phải có nhung nham thì trader mới đi được. Ủa đâu rồi? Ủa, vô đây. Đúng rồi, vô đây. Rồi, đi ra ngoài đi múc. Rồi, múc. Úi! Ôi múc nhiều quá trader. Oh man, múc nhiều quá đựng không hết, cất bớt vô. Rồi ổn không, rớt hết 1-2 xô xuống dưới nhung nham rồi. Ổn thiệt chứ. Rồi cái gì không cần thì mình sẽ vứt vô trong lại. Rồi gửi trader đi múc nhung nham tiếp thôi. Canh nha, coi chừng đầy kho đồ á. Rồi xong phim nè. Vậy thôi. Đi về. Xong thành tựu rồi. Ôi xong nhiệm vụ rồi. Mà trader lên mặt đất gung gung nhìn mắc cười quá à. Rồi đứng yên đi, mình và trader sẽ cùng về ha. Ủa gì, về không được hả? Rồi đó, trader về trước rồi, mình về sau. Rồi đi nào, đi ra ngoài nào. Con nhỏ gung kìa trời. Thôi tốt nhất là mình nên đập cái này đi, tránh trường hợp trader chui ngược lại. Rồi và để làm được cái thành tựu này thì mình cần phải tạo một cái đường đi thiệt là dài cho trader đi trên đó ha. Và cái đường đó chắc mình sẽ làm ngay đây đi. Lấy cái xẻng thần thánh của mình ra. Rồi đào xuống. Rồi sau khi đào một cái đường thì mình sẽ đổ nhung nham vô ha, để cho trader có thể di chuyển trên đó. Ồ, cái này thì có bị thấp không ta? Rồi mình sẽ đào 2 ô đi cho chắc, nhiều khi trader mập quá đi không lọt á. Nè né ra đi nha, đổ nhung nham nóng phỏng đít á. Mấy bé heo đi vô đây là gán chịu á, không có chịu trách nhiệm đâu á nghe. Người ta nấu trước rồi đó.
Đó 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 đó, thấy chưa thấy chưa? Thiệt tình luôn á, người ta nói rồi. Ăn trước mặt cho sợ luôn nè. Thịt heo của đồng loại đó. Nhận sao muốn đi theo đồng loại luôn hả gì? Muốn đúng muốn đi thì tôi để ngay đó đó, muốn đi thì nhảy xuống. Còn không miệng xíu tôi đẩy xuống. Cho đi theo đồng đội luôn. Rồi. Ủa mình đổi gì có bị phí không ta? Chắc không đâu. Mình đại gia nhung nha mà sợ gì. Giờ thì cùng anh thực hiện thành tựu nào. Bớt gung lại đi, chuẩn bị nè, chuẩn bị xuống nhung nham nè quân. Ở trên đây nó giờ nó gung tím tái mặt mày hết rồi kìa. Đây chuẩn bị này, xuống dưới cái là bắt đầu khoái khoái đổi màu liền nè. Chuẩn bị nha. Hi. Đó. Xuống dung nham cái khóa liền. Đi, let's go. Hy vọng là đi hết cái đường này thì mình và Trader sẽ xong cái thành tựu nha. Hồi hộp quá à. Không biết cái đoạn đường này có đủ dài hay không đây. Đủ đi, đủ đi. Đó. Cảm giác như ở nhà nè. Thành công rồi, mình đã thành công làm cái thành tựu. Cảm giác như ở nhà rồi. Quá là cảm ơn bé Trader này luôn á. Không được rồi, bây giờ chắc mình phải dẫn về nhà luôn thôi. Tại vì đã có công giúp mình làm xong cái thành tựu mà. Mình sẽ dẫn về nhà ha. Coi như một em thú nuôi, một người bạn mới ở khu vực nhà của mình. Đi. Ủa mà xuống nước được không vậy? Chưa chưa, để mình coi coi xuống nước được không. Có mất máu không? Ao ao, xuống nước không được. Vậy là mình phải làm một cái con đường riêng hoặc là đi đường vòng thôi. Không thôi là tra đơn mất máu đấy. Hay quá. Quét sạch liền. Con nào dám cản bước mình như Trader là mình quất hết. Tại vì Trader có công đèo mình mà, mình phải bảo vệ Trader chứ. Nhưng mà đi cái này hơi toan nha. Hên là nãy giờ Reaper nó không áp sát mình được á. Chứ không thôi là mình với Trader chắc xanh cỏ rồi. Và hiện tại chỗ mình không có cái hồ nhung nham nào hết nè. Mà Trader thì lại thích hồ nhung nham. Chắc tạm thời thì mình sẽ để Trader ở đâu đó gần đây đi ha. À đây đây. Đây cũng được. Chỗ nào mà yêu cầu nó đừng có nước, với lại đừng có bị dột, mưa là ok á. Chứ không thôi Trader hơi căng á. Ui chỗ này cũng không được luôn. Sao vậy ta? Hay là giờ đưa Trader vô biệt thự mình ở luôn nha. Thì trong biệt thự mình giờ chỉ có mình với hai bác quản gia à. Ừ cũng được. Hay là mình sẽ đưa Trader vô biệt thự ở cho nó sơm sơm vui vui ha. Chứ để ngoài này cũng không an tâm lắm. Ở kìa, ở kìa. Có kẻ ghinh nhà mình. Trader ơi, chạy nhanh lên. Come on, come on, come on. Khẩn trương lên. Láo tét thiệt, mình mới đi có một xíu thôi à. Mà đã có con ghinh ghinh trước nhà rồi. Xây biệt thự bởi vì cũng phải để ý nha. Nhiều thanh niên dòm ngó lắm. Cả cả hai thanh niên dòm ngó cả. Dám dòm ngó biệt thự mình hả? Dòm ngó cái gì? Dòm ngó cái gì? Dòm ngó cái gì? Dòm ngó cái gì? Cưỡi Trader quýnh hơi bị chiến ở nhà. Rồi vô. Vô cưng. Vô đây. Vô không được hả? Vô. Rồi xong phiên đóng cửa lại liền. Thanh niên này làm gì? Định làm gì? Định làm gì? Đi vô 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 vô. Vô đây vô đây. Rồi đây là nhà mới cưng nha. Tự nhiên đi tự nhiên đi. Giờ mình sẽ sửa lại chỗ này cái đó. Đó. Trời ơi. Nuôi Trader trong nhà luôn. Mặc dù em này hơi gung. Nhìn hơi nghiện ngập xíu hết. Nhưng mà không sao đâu. Từ từ mình sẽ làm. Ấy, mình có căn phòng trong này. Đâu rồi? Quên nữa. Căn phòng này mình có để nhung nhám mà. Nó lại bị hợp lý, nó lại bị hợp lý. Rồi, vô cưng. Y như rằng cái chỗ đó mình thiết kế dành riêng cho Trader vậy đó. Đi. Trời ơi, nghe nói có chỗ ở cái là chạy lia lịa lại luôn kìa. Hay thiệt tươi. Rồi vô đây vô đây. Xuống đi xuống đi. Rồi đi xuống đi. Đừng có nghiện mà còn ngại nữa. Đó thấy chưa. Nghiện mà còn bị đặt ngại ngại nữa. Mà công nhận nhìn kỹ Trader cũng dễ thương ha. Nhìn mặt ngố ngố sao á. Nhưng mà không sao. Ngố ngố nhưng mà hiền là được. Mình thấy Trader rất là thân thiện luôn. Kiểu như chưa quen biết gì chỉ cần đặt cái yên lên là cưỡi à. Đó là điểm mình rất là thích ở Trader ha. Còn giờ thì mình cần phải đi ngủ đi. Thức đêm mấy hôm riết là Phantom nó trừng phạt mình đó, không đùa đâu.
Hôm bữa mình có gặp được cái khu vực cái này gọi là Badland á, nhưng mà mình chưa có dịp để mình đào ở phía dưới lòng đất. Nghe đồn là ở dưới này là nguyên một cái mỏ vàng rất là giàu có đấy, nên mình muốn kiểu như trải nghiệm cảm giác đào vàng ở dưới cái vùng đất này thử một hôm á. Đây đây có cái khe nứt luôn nè, vô thử luôn. Ôi trời trời trời, khe nứt gì kỳ vậy, nước gì mà nước không vậy. Oh no, không được không được không được, đổi đi đổi đi, còn không là mình lũi vô khu mỏ á. Ở dưới này nó cũng có một cái khu mỏ bổ hoang á, lộ thiên luôn, mình có thể vô đó đào cũng được. Có vẻ là không có cái khe nứt nào đẹp đẹp gần đây để mình chui xuống đào cho nó dễ nhờ. Chắc mình phải tự ra tay quá à. Thiệt luôn á. Nó không có cái khe nứt nào khác luôn. Gần đây, ế, hết hồn tới đâu cái gì chứ. Thì ra đó chỉ là một cái tàn tích cẩm địa ngục thôi á. Nhưng mà nó cũng có được hai khối vàng luôn nè. Vào đấy, lượm luôn. Và rất là nhiều hắc diệm thạch khóc nữa. Cái này thì mình sẽ lượm về nè. Hàng hiếm 11 mình xây dựng, có gì mình còn dùng nó để trang trí nữa. Đây là một trong những khối rất là đặc biệt ha. Ờ, và nó còn có rương không ta? Thường thường thì tàn tích cổng địa ngục nó sẽ có rương đấy. Ê, what? Oh, đây là khu vực biển ấm nè. Mấy cái vùng biển ấm này thì nó sẽ có những con cá nhiệt đới, cá nóc nè. Và rất là nhiều rạn san hô luôn. Đã vậy, vậy là sắp tới mình có chỗ để mình có thể lấy được rạn san hô về rồi. Hôm nay đi hơi bị bội thu luôn. Mấy cái sẻn thần thánh mình ra là mình kiếm cái rương coi. Thường thường nó trong đây nó sẽ giấu một cái rương á. Cái sẻn thần thánh, truy tìm cái rương. Ủa, nè nè nè, cái rương nó giấu tiếp trong này lắm. Sao mà giấu được, sao mà giấu được. Táo vàng phù phép. Sao mà giấu được. Sẻn mềm mại không cần. Đấy, chịu khó đào xíu là có liền một trái táo vàng phù phép. Bỏ vô kho đồ liền. Quá tuyệt vời. Rồi, làm dấu chỗ này nha. Mai mốt chúng ta sẽ có một vài việc liên quan đến mấy cái rạn san hô này đó. Coi kìa, nó to chứ kìa. Đã thiệt. Rồi, trúng bánh rồi, trúng bánh rồi. Vậy là mai mốt mấy cái hồ nuôi axolotl của mình á, nó sẽ không còn đơn điệu nữa. Mình sẽ cho thật là nhiều san hô vào đó nhìn cho nó đẹp ha. Còn giờ tập trung chuyên môn lại nào. Kiếm khe nứt. Còn không cái hang cũng được. Để đi đào vàng nữa coi. Làm thợ mỏ đào vàng coi. Coi hôm nay đào được bao nhiêu ha. Ồ, cái hang bé xíu gì ta. Hai hang rồi đó. Ồ, thiệt, có bạn nữa nè. Đã nha. Lần trước mình tìm kim cương thất bại rồi. Hy vọng lần này mình sẽ tìm được nhiều nhiều vàng để gỡ lại. Không lượt làm được đèn hiệu full kim cương thì làm đèn hiệu full vàng nó cũng rất chi và này nọ ha. Chứng tỏ độ gích kít đồ. Nè, vàng quá trời nè. Hai loại quặng vàng khác nhau luôn. Một cái là quặng vàng thường, còn một cái là quặng vàng bạc sâu thẳm á. Khác nhau đấy. Đã vậy còn có một cái hang thạch nhũ nữa hay sao nè. Đây là tầng mấy rồi? Đây tầng thứ 6. Tầng thứ 6 có vẻ là nó không có nhiều vàng cho lắm á. Nói cái gì đi? Đây nè. Đây là nơi chứng tỏ độ giàu có của khu vực Badland. Quá trời đất, quá đất vàng rồi. Mình không nên đào quá sâu đâu. Tại vì đào quá sâu thì mình sẽ bị giảm tỷ lệ gặp vàng đấy. Tốt nhất là mình nên đào ở cao cao giống như vậy nè. Thì ta hồ mà lấy vàng luôn. Kể cả sắt nữa. Nhưng mà bây giờ thì mình đã không cần sắt rồi. Chỉ là chúng ta đào vàng chơi chơi vậy thôi. Đấy, đào chơi nhưng mà có thưởng nha. Đào về mình sẽ làm cái đèn hiệu đấy. Tại vì cái kế hoạch làm cái đèn hiệu kim cương của mình hơi toang rồi. Nên mình rẽ sang làm bằng vàng có vẻ là khả quan hơn đó. Đó, mình kiên trì mình đào tầm mấy ngày bên đây là về dư sức làm mấy cái beacon vàng luôn á. Không giỡn đâu. Đó, với số lượng vàng nó xuất hiện dày đặc như vậy thì rất là mau giàu á, coi kìa. Quá xá giàu, quá xá nhiều luôn. Thích ghê á. Đây nữa nè.
quán quán bự bự không à. Đã thiệt. Công nhận. Sau những ngày đen đuổi thì bây giờ nhân phẩm của mình đã trở lại rồi. Kể cả khi mà mình đi xuống sâu hơn một tí thì nó vẫn còn rất là nhiều vàng luôn. Ui, tôi cần vàng thôi, không cần mấy con quái vật mà mặc đồ vàng đâu. Bị dư rồi. Đấng tạo hóa hãy thu hồi mấy con đó đi. Cái này như kiểu hàng tặng kèm vậy. Mình xin vàng ấy, cho thêm mấy con quái vật mà mặc full giáp vàng nữa. Ui, mười mốt mà xin kim cương cho quái mặc giáp kim cương là xỉu ngang luôn á. Giáp vàng đã bị ăn hành sắp mặt rồi, còn gặp quái mặc giáp kim cương chắc không biết ăn hành tới mức nào luôn á. Quèo quèo quèo. Cái hang này to thế, mọi bữa đi đào ít khi mà gặp mấy hang to gì lắm. Sao tự nhiên nay đi đào vàng mà gặp cái hang nó to. Cơ. Đây có vàng, đây có vàng. Kia. Đằng kia, đằng kia, đằng kia. Đằng kia. Quá trời vàng luôn rồi. Cái này chắc hai ba người đào mới hết á. Một mình đào không hết đâu. Quá trời quá đất rồi. Ồ, ồ. Đi rồi, hàng tăng kèm đi rồi. Các bạn thấy chưa? Không biết các bạn thấy cái gì chưa nhờ. Cái gì xanh xanh ý nhờ. Cái gì ấy nhờ. Hàng tăng kèm. Được, được. Tặng kèm như vậy thì cho mình xin nhá. Cứ tặng như vậy đi. Rồi, bên này có không? Ồ, ồ. Ồ, ồ. Từ từ. Ê, mà quên mất hồi nãy giờ mình quên dùng cái cúp gia tài để mình đào ra. Quên á. Oh no. Mình dùng cúp gia tài mình đào nó sẽ ra rất là nhiều mấy cái quặng vàng thô luôn á. Quên vụ này nữa. Thôi lỡ rồi, đào quặng vàng bình thường trước đi, về nhà mình đào sao. Trời ơi, quên cái quan trọng không à, hôm bữa cũng vậy nữa. Hôm bữa xách cây cúp mềm mại đi đào tính bơ luôn. Thì cái tên á. Gì đây, gì đây. Thôi, giờ tôi đi đào vàng cho kim cương, hồi tôi lại đổi mục tiêu đấy. Cho tôi làm tròn nhiệm vụ của một người thợ đào vàng đi. Ok, đủ rồi. Đừng có cho nhiều quá tôi thích đấy, đừng. Bảo rồi mà, cho ít ít kim cương thôi nè, đào vàng mình đào nhiều kim cương mấy bạn lại bảo mình đi đào kim cương thì không được. Cái gì cũng có cái nguyên tắc của cái nghề của nó. Đấy gọi là đào vàng là chỉ đào vàng thôi. Gặp kim cương thì chỉ mình tạm thời bỏ túi thôi, chứ không có không có bỏ được. Kim cương mà sao mà bỏ. Nè, đó thấy chưa. Thợ đào vàng chuyên nghiệp là gặp vàng là bay qua liền. Cấp tóc, gấp gẽn. Nguy hiểm. Từ từ, mấy con nào bắn này nó cũng lên dĩa thôi. Con này không bắn cũng lên dĩa luôn. Nhưng mà có vẻ... Ok. Có vẻ càng về sau á, thì vàng nó càng ít nè. Tại vì mình đang đi xuống tầng, hình như là tầng âm luôn rồi. Âm 40 luôn rồi. Nó bị thấp quá nên vàng nó bị giảm tỷ lệ gặp rồi đó. Phải như hồi nãy mình đi ở chỗ mấy chỗ cao cao á, là vàng nó xuất hiện tràn lan luôn á. Đào một người là không thể nào xuể được. Thôi kệ, đi xuống sâu, nhiều khi mình lại có quà tặng kèm giống như vậy nè. Hơi bị đã luôn. Ôi nhưng mà gì cũng dễ bị úp sọt lắm nha. Ồ, nữa nè. Liên tục là quà tặng kèm. Đâu rồi, đây. Lấy luôn. Ui, bữa giờ mới lần đầu tiên đào được 4 quặng cái bên á. Đã nha. Đã thiệt sự. Có nên vô khu mỏ luôn không ta? Thấy khu mỏ này nhìn có tiềm năng ghê á. Vô thử đi. Sẵn tiện khám phá khu mỏ luôn. Nè, có cây rương liền. Một trái táo thường. Táo vàng thường thôi. Có quà tặng kèm ở đây không? Không, mình đi tiếp. Nữa. Nice. Lần này thì có một cái thẻ đổi tên. Được. Cái này thì là thứ mình cần để mình đặt tên cho những người bạn của mình á. Những thú nuôi, những em thú nuôi dễ thương nữa. Rồi, có cái vàng thì mình sẽ lấy luôn. Vô khu mỏ cũng có rất là nhiều vàng cho mình mang về ha. Ao, đủ rồi. Quá đủ rồi nhóc. Wait a minute. Quà tặng kèm hoài ta, thích gì ta.
Thích vậy, thích vậy. Ui giời, 20 món quà tặng kèm ơi. Quà tặng kèm chiếc này hơi nhiều nha. Tặng kèm nhiều nhiều xíu nữa cũng được. Tặng kèm cái này thì chắc ngày nào mình cũng đi đào vàng quá. Ồ, tới tầng bedrock luôn rồi. Tới tầng đá nền luôn rồi. Hơi bị sâu rồi đấy. Thêm một cái xe nữa. Chớp điện. Ép vô đinh ba. Cũng được, cũng được. Rồi xem nào. Ở đây nó có quà tặng kèm gì khác không? Sao tự nhiên bây giờ mình lại muốn khám phá. Nè, có thiệt nữa. Wow. Bây giờ khám phá trong khu mỏ dễ gặp kim cương vậy? Hay là tại khu mỏ này ở tầng thấp? Cũng có thể lắm. Nói chung có kim cương là quý rồi ha. Được thiệt sự. Có vẻ đây là một chuyến đi mai khá là dài của mình, nhưng mà phần thưởng thì vô cùng xứng đáng á. Mình sẽ gom gom được cỡ hơn một stack vàng ha. Và với số lượng này thì mình có thể dùng cây cúp gia tài của mình để mình nhân lên và kiếm được thêm nhiều nhiều vàng một xíu ha. Và cũng như có được một chút kim cương nữa nè. Từ từ thì mình sẽ kiểu như là đào hết nó ra thành những cái viên kim cương cũng như là những cái quặng vàng thô sao. Nói chung thì hôm nay mình đã xong được hai cái thành tựu khó nhằn rồi. Mong rằng thì chúng ta sẽ sớm làm được nốt cái thành tựu cuối cùng của cái bên thế giới Nether nè. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Còn bây giờ thì bye bye.